Chào bạn, thì hôm nay mình giới thiệu thêm một cái loại cáp C2C của thương hiệu Jotech á. Đây là cáp Thunderbolt 3. Chúng ta có một cái cọng cáp cái chuẩn cao hơn của chuẩn 3.1 Gen 2. Về tốc độ á, thì nó vẫn là 5A 100W 20V 5A ha. Còn về truyền dữ liệu á, thì nó gấp 4 lần cái thằng 3.1 Gen 2, nó truyền tới 40 GBps trên giây ha. Chuẩn 3.1 Gen 2 ta truyền được 10 ha, còn này là tới 40, là tốc độ truyền nó sẽ cao, nhiều nhanh hơn để chúng ta chép nhạc và chúng ta truy xuất hình ảnh như vào máy chiếu, hoặc là hai cái TV 4K hoặc một cái TV 5K. Nghĩa là khi mà chúng ta mua TV 4K trở lên á, hoặc là những cái thiết bị khác như là MacBook Pro á chẳng hạn, nó có ký hiệu Thunderbolt nè, là cái logo tia sét này nè ha, thì nó hoàn toàn tương thích với cái này. Cái này nó ngoài việc mà mình nói lại nha, cái chuẩn Thunderbolt là chuẩn cao hơn thôi, nghĩa là các bạn mua cáp này bạn vẫn sạc MacBook Pro bình thường, vẫn sạc Samsung bình thường ha, sạc như là cáp C2C bình thường, tại nó chuẩn cao hơn thôi. Nhưng mà nó được cái là nó thể xuất ra được hai cái TV 4K hoặc là một TV chuẩn 5K truyền tới 40. Thì này những bạn mà dùng về marketing hoặc là trình chiếu hoặc là xuất hình ảnh ra màn hình lớn rồi đó, thì chúng ta sử dụng nó là rất là tuyệt vời ha. Thì đây là chuẩn cao hơn 3.1 Gen 2, nhưng mà nó vẫn sử dụng cho những cái thiết bị tương thích cái cổng C bình thường ha, chuẩn cao hơn thôi nha, nghĩa là bao gồm hết tất cả những cái đó. Nó có tặng chúng ta một cái dây gì thôi, dây quấn cáp ha. Mình quên nữa, này là 70cm ha, mà cũng vậy luôn ha, nhưng mà nó là 80. Hiện giờ mình có bán một loại là 70, một loại 80. 70 thì nó thích hợp để chúng ta sử dụng trên bàn nè ha, ngắn á, không ngắn không dài ha. Đây là 70. Thì chúng ta có thể kết nối với những thiết bị mà có ký hiệu về Thunderbolt, là ký hiệu này nè các bạn á, là chúng ta có thể kết nối trực tiếp hoặc là thông qua cái dock ha. Cái dock mà chúng ta ai mà xài nhiều thiết bị điện tử mà cần cái hình ảnh chất lượng cao á, thì sẽ rành về cái này hơn á. Chúng ta sẽ kết nối trực tiếp hoặc kết nối thối thông qua dock sạc giữa hai thiết bị mà tương thích Thunderbolt với nhau ha. Đó, thì trên cái cáp này nó cũng có ghi 100W ha, vì tốc độ sạc á, tốc độ sạc nha bạn, thì dạng là 100W như là thằng 3.1 Gen 2 thôi ha. Nhưng mà về tốc độ truyền dữ liệu thì nó gấp 4 lần ha, 40GB trên giây, là siêu khủng luôn á, là có thể chép hình ảnh là ngon lành luôn. Thằng 0.7 thì mình thấy nó ghi là 100W trên cáp, còn thằng 0.8 thì nó không có ghi, cái miếng cộng cáp nó không có ghi cái chữ 100W, nhưng mà nó truyền 100W, các bạn đó là chuẩn rồi ha. Đó, cái thằng 0.8 này thì mình thấy cái đầu cáp có vẻ nó to hơn thằng 0.7 đây ha, Thunderbolt 3. Bên phải của mình đây nè là 0.7 ha, nó có ghi 100W trên đây ha, 0.7 nè. Bên đây là 0.8 bên trái đó, thì mình thấy cái đầu cáp của 0.8 nó dày hơn, nó dài hơn chứ, còn cái tiết diện dây như nhau, một cái 0.7 cái 0.8, thì tùy các bạn mà có nhu cầu sử dụng dây thì chúng ta có thể mua 0.7 hoặc mua 0.8. mình thì thích những cáp ngắn gì nè. Mình nói lại ha, những cái cáp mà Thunderbolt á, thì chúng ta nếu mà chúng ta đa số thiết bị mà hiện đại thì nó có là chuẩn Thunderbolt hết, giống như là MacBook Pro mà 16, 13, 15, 16 inch á, thì nó là đã cái chuẩn nó là Thunderbolt rồi bạn ha. Cái thiết bị dây to đùng luôn. Cái cộng 0.8 thì mình thích là cái đầu cáp nó dài hơn ha, nhưng mà trên đây nó không ghi 100W. Còn cái cộng 0.7 á, thì nó lại ghi 100W. Đây nè, nó hơi nhỏ mà không thấy ha, chậm quá. Ngược đây, mình để xuôi lại. Đó, nhưng mà cái đầu thì nó ngắn hơn. Đó, thì đó là một cái sự chọn lựa nữa cho những cái bạn chuyên về
chuyên về công nghệ ha, chuyên về marketing nhiều hơn, hoặc là những thiết bị ở trong gia đình chúng ta nhiều thiết bị mà cần phải chia sẻ hoặc là truyền tải máy chiếu rồi đó, Super TV hoặc chép ổ cứng rồi đó, thì những cái app này nó giúp chúng ta tiết kiệm thời gian hơn rất là nhiều so với những app C2C thông thường 2.0, 3.0 nữa ha. Những các bạn mà dùng rành về công nghệ thì tệ nhất cũng phải là chuẩn 3.1 Gen 2 ha, để chúng ta truyền được 10, còn này tới 40 gigabit trên 1 giây. App rất chất lượng luôn. Cái app này để mà sạc MacBook hoặc là để chép dữ liệu mà từ những cái ổ cứng rời rồi đó, là tuyệt vời ha, chép hình ảnh, chép phim. Hình như mình nói rồi ha, cái cáp thì mình thường giới thiệu rất là ngắn, tại vì mình không có nhiều thiết bị có thể mà trải nghiệm được hết những tính năng của nó ha. Cái này mà dùng đốc sạc để mà chiếu truy xuất hình ảnh truyền lên TV á, nó được 2 cái 4K nha, nếu mà 1K, 5K thì nó được 1 cái thôi ha. Nếu mà dùng đốc thì nó có thể truy xuất ra được cho 2 TV 4K cùng một lúc. Còn nếu 5K thì chỉ một. Các bạn biết là TV hiện nay chuẩn cao nhất lên tới 8K rồi. Đó, thì mình giới thiệu sơ vậy thôi ha. Hy vọng là các bạn sẽ trải nghiệm thử những sản phẩm này cho những thiết bị điện tử trong gia đình mình, cũng như là để tiết kiệm thời gian hơn cho những công việc mà liên quan đến những cái ngành nghề marketing kinh doanh. Ok, xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo ha. Quá đẹp.